Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình mới vô được em nhỏ nhỏ nè nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem nó nha. Này là TC Electronics nha các bạn. Này TC Electronics M350 nha các bạn. Này nó là Echo G nha các bạn. Hàng này là của Thái Lan sản xuất nha các bạn. Này là nút, này là nút mic đi đầu vào các bạn. Còn này là nút, này là tiếng tiếng để chỉnh áp phích đầu vào. Còn này là nút nếu giọng ở đây là để là ghi quạt, còn qua đây là để lay các bạn. Còn nút này là nút để chỉnh để lay các bạn. Để lay nghĩa là echo các bạn, nghĩa là tiếng lặp lại đó. Còn này là chỉnh để lay lớn nhỏ, này là chỉnh đuôi dài ngắn các bạn. Còn nút nút ghi quạt các bạn. Quạt có nghĩa là cái âm thanh vang các bạn, vang như trong phòng rồi cái hội trường kia đó. Nút này nút delay lớn nhỏ, còn này là đuôi dài ngắn, còn nút này là tiếng sáng và tiếng đục các bạn. Còn này là hiển thị số của nó các bạn. Đây mình review cho các bạn xem nha. Đây là mặt sau của nó các bạn. Mặt sau nó là chỉnh, khi mình chỉnh để delay quạt chung các bạn. Còn ở dưới là hai đường riêng biệt. Đây là có cái nút giữa, cái nút nhỏ các bạn. Nhấn vô là áp phích nó chạy riêng biệt hai đường bạn, echo delay đi riêng, còn nhả ra là nó echo quạt đi chung các bạn. Còn này là cái input, nghĩa là đầu vào các bạn, đầu vào nè. Còn này output là đầu ra. Ra còn này nút hoa sen các bạn, hoa sen. Còn cái nút này thì này mình không có chui xài nút này các bạn ơi, giờ mình không biết. Này là nó xài để điện là từ 100W đến 240 các bạn. Tự nhiên lấy nét không được đâu. Lấy nét cho các bạn xem vậy. Thôi lấy nét không được thôi. Được nha các bạn, cái nét được nè. Đó, này là Majin Thái Lan nha các bạn. Sản xuất tại Thái Lan nha các bạn ơi. Lần này điện 100W đến 240 nha các bạn. Nghĩa là xài châu Á, châu Âu thì xài được các bạn. Rồi mình điện về các bạn nha, xem thôi. Rồi để clip sau mình sẽ kết nối dây vô, mình thử âm thanh cho các bạn nghe chất âm của nó nha. Rồi xin chào các bạn.